Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, liên quan đến vụ án sát hại cô gái 22 tuổi sau tiệc sinh nhật ở Long Biên bằng súng, trong sáng ngày 10 tháng 7, một lãnh đạo công an thành phố Hà Nội cho biết, lực lượng cảnh sát hình sự vừa bắt giữ Đinh Xuân Sáng, sinh năm 1984, trú tại Thanh Nguyên, Thanh Liêm, Hà Nam, một trong ba nghi phạm liên quan vụ án sau nhiều ngày truy tìm. Thông tin về vụ việc, một vị lãnh đạo cho biết đối tượng bị bắt khi đang trốn sang Campuchia, hiện đối tượng đang được phòng cảnh sát hình sự di lý về Hà Nội để tiếp tục điều tra. Trước đó khoảng 19 giờ 30 phút ngày 2 tháng 7, chị TQH, sinh năm 2002, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, nạn nhân, cùng một số người bạn đến dự sinh nhật tại phường Bưởi, quận Tây Hồ. Đến 1 giờ ngày 3 tháng 7, họ di chuyển về nhà một người khác tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Trong ngày xảy ra vụ việc, Vũ Thành Quang sinh năm 1994 ở Hai Bà Trưng, Hà Nội và Đinh Xuân Sáng cũng đến đây chơi. Khi Quang và Sáng ra về trước, một người trong nhóm của chị Hát có lời nói gây mâu thuẫn với nhóm của Sáng. Về đến nhà, Sáng và Quang nói chuyện với nhau về sự việc trên và tỏ thái độ bực tức. Sau đó, họ rủ Nguyễn Xuân Đạt, sinh năm 1991, trú tại Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội, đi đánh nhau với nhóm của chị Hát. Theo cáo buộc, Sáng mang theo khẩu súng bắn đạn bi rồi cùng đồng bọn lên xe ô tô đi tìm đối phương. Thấy nhóm của Sáng, chị Hát và bạn bỏ chạy thì bị Sáng lái xe đuổi theo. Đến ngõ 264 đường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Sáng chĩa súng khai hỏa về phía nhóm của chị Hát rồi bỏ trốn. Hậu quả, nữ nạn nhân trúng đạn được người quen đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 18 giờ ngày 3 tháng 7, cảnh sát bắt Vũ Thành Quang tại Nam Định khi đối tượng trên đường bỏ trốn vào thành phố Hồ Chí Minh. Lúc 18 giờ ngày 5 tháng 7, đối tượng thứ hai là Nguyễn Xuân Đạt đến phòng cảnh sát hình sự công an Hà Nội đầu thú. Còn Đinh Xuân Sáng được xác định bỏ trốn cùng với chiếc xe ô tô Hyundai Accent màu trắng biển kiểm soát 90A18039 cho đến khi bị bắt. Dưới góc độ pháp lý, tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho rằng hành vi của đối tượng gây án trong vụ này rất manh động, liều lĩnh, thể hiện ý thức coi thường pháp luật. Hành vi có thể làm chết nhiều người, nên đối tượng gây án sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người, nhiều tình tiết định khung hình phạt. Với kết quả xác minh ban đầu như vậy, cơ quan điều tra sẽ tiến hành khởi tố vụ án hình sự về tội giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình sự để điều tra theo quy định của pháp luật. Khi có căn cứ xác định đối tượng đã thực hiện hành vi bắn súng khiến nạn nhân tử vong, xác định được năng lực hành vi dân sự và tuổi chịu trách nhiệm hình sự đủ điều kiện để truy cứu trách nhiệm hình sự, cơ quan điều tra sẽ khởi tố bị can và có thể bắt bị can để tạm giam. Đồng thời, cơ quan điều tra sẽ triệu tập, làm rõ thông tin đối với tất cả những người có mặt trong bữa tiệc, trích xuất dữ liệu camera, khám nghiệm hiện trường để thu thập các dấu vết, làm căn cứ xác định sự việc. Ông Cường cho biết, theo quy định của pháp luật, tội sát hại người là một trong các tội danh thuộc nhóm tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người. Hành vi sát hại người là hành vi tước đoạt trái pháp luật tính mạng của người khác. Đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội. Hành vi sát hại người không chỉ là hành vi thực tế gây ra hậu quả nạn nhân tử vong mà còn là hành vi có thể tước đoạt tính mạng của người khác. Phạm tội chưa đạt, nạn nhân không tử vong sau khi đối tượng thực hiện hành vi sát hại người. Đối tượng thực hiện hành vi sát hại người, nhận thức được tính chất nguy hiểm của hành vi, biết được hành vi của mình có thể dẫn đến những hậu quả chết người, nhưng vẫn cố ý thức thực hiện hành vi nguy hiểm, mong muốn hoặc bỏ mặc hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra. Đây là vụ án hình sự phức tạp, có thể liên quan đến nhiều người. Đối tượng có sử dụng vũ khí nóng là súng bắn đạn bi, nên cơ quan điều tra sẽ thận trọng điều tra, làm rõ vụ án để xử lý đối với tất cả các đối tượng có liên quan, theo quy định của pháp luật. Đối tượng gây án sẽ phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình theo quy định tại khoản 1, điều 123 Bộ Luật Hình sự. Ngoài ra phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra đối với nạn nhân và gia đình nạn nhân. Các đối tượng không trực tiếp thực hiện hành vi nổ súng nhưng đã có hành vi giúp sức, xúi giục cho đối tượng khác thực hiện hành vi sát hại người cũng có thể bị xử lý hình sự với vai trò là đồng phạm. Trước đó, vụ dùng súng bắn người kinh hoàng tại tiệc sinh nhật ở Long An cũng gây rúng động dư luận. Tại phiên tòa ngày 7 tháng 6, có 14 bị cáo bị xét xử về các tội sát hại người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và che giấu tội phạm. Chiều ngày 7 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đã tuyên án vụ dùng súng bắn người trong tiệc sinh nhật, khiến một người tử vong, hai người bị thương tại địa bàn xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Theo cáo trạng, xuất phát từ mâu thuẫn với nhóm Lê Quang Trong, Nguyễn Văn Nhẫn, tối ngày 14 tháng 8 năm 2022,
Nguyễn Hồng Anh gọi đối tượng Thạch Thay mang một khẩu súng nòng ngắn và một túi da đựng một khẩu súng ngắn dạng ổ xoay đến đưa cho mình. Võ Thành Hưng tự trang bị sẵn một khẩu súng ngắn dạng ổ xoay do Hưng đặt mua trên mạng. Sau đó các đối tượng gồm Nguyễn Hồng Anh, Hà Hữu Vũ Minh Luân, Võ Thành Hưng, Huỳnh Minh Sang, Nguyễn Kỳ Vị, Nguyễn Sĩ Nghiêm, Phan Thanh Nhàn, Trần Võ Khánh Duy tụ tập, trao đổi, tìm cách bắt nhóm của Trong và Nhẫn. Sau khi bàn bạc xong, Hà Hữu Vũ Minh Luân sai Trần Võ Khánh Duy điều khiển xe mô tô, chở Võ Thành Hưng ngồi sau cầm theo hai khẩu súng, cùng thanh niên tên Tài Lê không rõ nhân thân, chở Huỳnh Minh Sang cầm khẩu súng nòng dài đi tìm nhóm của Trong và Nhẫn. Do trên đường đi gặp công an đi tuần nên Huỳnh Minh Sang vứt súng ở ven đường. Cả nhóm không tiếp tục đi bắn Trong và Nhẫn mà lên kế hoạch sẽ bắn trong tiệc sinh nhật của Nhẫn vào tối hôm sau. Khoảng 20 giờ 15 phút ngày 15 tháng 8 năm 2022, tại trại nuôi gà của Hà Hữu Vũ Minh Luân ở xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, các đối tượng gồm Luân, Hồng Anh, Nghiêm, Nhàn, Nguyễn Kỳ Vị, Khánh Duy, Phạm Văn Nhân, Hồ Đăng Quang thống nhất bàn bạc, trang bị súng tự chế, áo mưa, phương tiện và phân công người đi đến tiệc sinh nhật của Nhẫn để bắn nhóm của Trong và Nhẫn. Theo đó, Hồ Đăng Quang chở Nguyễn Kỳ Vị, Trần Võ Khánh Duy chở Phạm Văn Nhân đến trước nhà Nhẫn, rồi giảm tốc độ để Nguyễn Kỳ Vị và Phạm Văn Nhân ngồi sau dùng súng hoa cải bắn thẳng vào bàn tiệc. Lúc này tại nhà Nhẫn đang tổ chức 3 bàn tiệc với khoảng 25 đến 30 người tham dự. Vụ bắn súng khiến anh Nguyễn Phương Duy tử vong, anh Nguyễn Minh Trường bị thương tích 50% và Huỳnh Long Hội bị thương tích 6%. Trong vụ án này, có 14 bị cáo bị xét xử về các tội sát hại người, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và che giấu tội phạm. Các bị cáo Nguyễn Hồng Anh, Hà Hữu Vũ Minh Luân, Nguyễn Kỳ Vị, Trần Võ Khánh Duy, Nguyễn Sĩ Nghiêm, Phan Thanh Nhàn, Võ Thành Hưng, Phạm Văn Nhân, Hồ Đăng Quang, Huỳnh Minh Sang bị truy tố tội sát hại người. Các bị cáo Phạm Văn Nhân, Nguyễn Kỳ Vị bị truy tố tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Bị cáo Nguyễn Hồng Anh, Hà Hữu Vũ Minh Luân, Nguyễn Sĩ Nghiêm, Phan Thanh Nhàn, Trần Võ Khánh Duy, Thạch Thay, Võ Thành Hưng, Huỳnh Minh Sang, Trần Thanh Hiếu, Nguyễn Tiến Thành bị truy tố tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Hai bị cáo Nguyễn Tiến Thành và Nguyễn Hoàng Huy bị truy tố về tội che giấu tội phạm. Các bị cáo đều ngụ tỉnh Long An. Riêng bị cáo Nguyễn Kỳ Vị có hộ khẩu tại huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Hai bị cáo Nguyễn Hồng Anh và Hà Hữu Vũ Minh Luân được xác định phạm tội với vai trò là người chủ mưu tổ chức, xúi dục, đồng thời là người giúp sức tích cực. Các bị cáo còn lại thực hiện hành vi phạm tội với vai trò thực hành, giúp sức tích cực. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Hồng Anh, Hà Hữu Vũ Minh Luân, Nguyễn Kỳ Vị, Phạm Văn Nhân cùng mức án tù chung thân về tội giết người, 2 năm tù về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt, cả 4 bị cáo này phải chấp hành mức án tù chung thân. Bị cáo Trần Thanh Hiếu bị tuyên phạt mức án 1 năm tù. Bị cáo Nguyễn Hoàng Huy bị tuyên phạt 9 tháng tù, được hưởng án treo. 8 bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án 1 năm 6 tháng đến 18 năm tù giam. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi. Những thông tin mới nhất liên quan đến vụ sát hại cô gái 22 tuổi tại Long Biên sẽ được chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị trong những video tiếp theo. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!